Em xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh của em Zippo Hải Nguyễn. Hôm nay cuối tuần thì em cũng xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có những ngày cuối tuần vui vẻ. Bình an ha. Vui vẻ tràn ngập tiếng cười. Rồi hôm nay em lên một cái hàng cà lem kem chuối để giao lưu với anh em. Các giao dịch của bên em vẫn là một chứng khoán đủ free ship, hai gói cộng 100k giá trị với 1 triệu, cộng 200k giá trị trên 1 triệu giùm em, và phải có anh em tự chịu. Ba là anh em ở Sài Gòn thì có thể tới trực tiếp tại Bình Tân. Địa chỉ của em ở trên Google, anh em chỉ cần gọi Zippo Hải Nguyễn là có địa chỉ và định vị tới nhà em. Ở bên em chỉ nhận cọc thì mới ship code, và phí ship code thì anh em nhận hàng thanh toán với nhân viên giao hàng giúp anh em luôn. Anh em chỉ nhận chứng khoán đủ free ship. Anh em xem kênh chưa đăng ký thì cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Anh em đăng ký rồi thì cũng đừng quên bật vào cái chuông thông báo bên cạnh khi đăng ký, để mỗi khi em có lên video sẽ có gửi thông báo để mà anh em vào xem tham khảo. Rồi em xin giới thiệu tới anh em luôn. Đầu tiên em có một cái gầy 211, nó ốp cái bên ngoài nó như là một cái nhựa cứng nè, bên ngoài nó ốp như một cái nhựa cứng khá là nhìn nó cũng lạ, nhìn nó cứ ốp một cái nhựa cứng nhìn nó lạ ha. Con này sản xuất 211 để anh em mồi thuốc mà, này nó nhìn nó cũng lạ. Này là bao khỏi cấn mớp luôn, ở bên trong thì nó đẹp luôn. Ruột lệch đó anh em, ruột lệch 5, lệch dạng đầu năm cuối năm, vỏ cuối 21, ruột đầu 22. Đánh bén để gặp khỏe, chưa sửa chữa. Mày con này có em còn không? Có một cái con này bán 350, mã số 1 350 nha. Có một cái bật lửa Nhật tặng kèm cho cái con này. Đây một con bật lửa Nhật. Không cấn mớp để anh em có thể mồi thuốc được chưa? Cái này là cái tem nó gì vậy? Nó dán rồi. Chủ đề này Thunderbird. Bánh bén. Cái này tặng kèm cho anh em cái con này, hai con thì mua một con được 2. 350 thì có hai con ha. Đó, cái này tặng kèm với cái con mã 1. Mã số 2 là một con Slim. Cắt chủ đề đảo Gam, đảo quân sự. Đảo du lịch với là đảo quân sự của Hoa Kỳ. 212. Slim chưa Slim. Con này cũng có dăm nhẹ thôi, có dăm có xước nhẹ. Con này có dăm có xước nhẹ ha, không có mớp nặng. 212 Slim 212, chủ đề thì được khắc xin hãng, chủ đề đảo Gam. Chưa sửa chữa luôn nha anh em. Ruột trùng 5. Thích Slim thì chơi Slim nè. Con này thì đời tổng thể nó cũng đẹp đấy. Có dầm có sức nhẹ đi, em báo vậy cho nó dễ ha. Thật ra thì không có cấn mớp gì nặng. Rồi mã số 2. Mã số 2. Ba không không, con này đẹp. Con này đẹp đó nè.
chủ đề riêng hạn. Rồi có con này nó tồn do lâu dữ lắm mà. Con này vốn mà lúc trước vài 500.000 nè. Nay sao cho anh em kịch khung luôn. 201 chủ đề World Cup, chữ này là được đắp nổi. Ở đây thì nó có hơi tróc cái keo quá nè. Bởi vì ở bên ngoài cái lớp bạc nó có một cái keo để bảo vệ cái lớp mạ bạc bên trong. Cái con này nó vẫn còn cái keo luôn nè. Này nó cũng hơi tróc nhưng mà cái lớp mạ bạc anh em thấy không? Vẫn còn. Chất lượng La Mã anh em, chủ đề World Cup. Nó còn nguyên cái keo luôn. Xài chán thì mỗi anh em có thể là xả cái lớp keo này ra là nó là một con đẹp luôn. Thì lớp keo này cũng còn nguyên. Đây là những cái đại chỗ mà nó tróc keo nè anh em. Cái chữ này là chữ đắp nổi. Chưa sửa chữa luôn ha. Con này bán cho nó bay đi. Để hoài không ai mua. Con này chưa sửa chữa luôn nha anh em. Con này em bán 380, lỗ 120 luôn. Con này vốn nhập về 500.000 để dọc World Cup. World Cup này nó cũng là một cái World Cup, nó không phải như những cái con World Cup kia. Chữ thì cũng được đắp nổi nhưng mà nó những cái sơn này. Những cái sơn 308 số 3 380 mình về con này lỗ 120 vải đạn. Rồi em có một con thuận bùm xuôi gió nữa nè. Con này thì cái màu trên chủ đề và cái ấp nó vẫn đẹp ha, nó vẫn còn đẹp nhưng mà dưới đất nó có lập da lâm dâm đây nè nè, để mồi thuốc và về cái chủ đề thì nó cũng còn khá đẹp ấy. 213 luôn. À, nó có dâm nhẹ. Dâm cái lâm dâm ngay chỗ cái mà mọc đáy ha. Lề lối đẹp. Con này cũng chưa sửa chữa luôn. Nó có lâm dâm. Đây. Chủ đề thì cái ốp nhựa chủ đề thì nó đẹp và chủ đề nó cũng còn rõ ràng luôn. Bánh bán cực kỳ, chưa sửa chữa luôn nha anh em. Con này cũng chưa sửa chữa luôn, rồi cũng khá ok. Rồi bán anh em con này cũng chủ đề nó nhưng cũng còn đẹp, chỉ có lâm dâm đây thôi. 450 đi để anh em mua thuốc. Số 4450. Đây một con anh em nào thích rô phe xước 98. Con này còn rất là đẹp. Chủ đề này nó chỉ in sao hấp nhiệt thôi, anh em có thể là không thích anh em có thể xả bỏ làm thành trơn luôn. Con này cực kỳ đẹp, con này là như lai new luôn, nó qua sử dụng rất ít. Chủ đề nhìn nó cũng lạ lạ mắt đấy. Chủ đề nhìn cũng lạ mắt, cũng đẹp luôn, cái lớp rơm rất là đẹp anh em, không hề cấn mớp gì cả, nguyên zin luôn, zin cho tới khúc lề luôn. Em chưa canh chỉnh luôn này. Đây nó qua nó còn kẹt đá luôn nè. Anh em có ấy thì em cái những cái này thì R77 vô em vệ sinh lại cho. Nó bị ẩm á. Em qua sử dụng rất là ít. Ha. Bụi nè. Nó sử dụng rất là ít luôn. Con này ruột 95 đầu năm cuối năm nữa thì anh em có thể đổi trên ruột 94, em có ruột 98 giờ nè anh em,
em để nguyên vậy để cho anh em cảm nhận người nó thôi, cho em xử lý lại vệ sinh lại hết cho anh em. Anh em thích cái ruột này đi theo vỏ thì em để nguyên riêng, em sẽ thông báo vệ sinh cho anh em. Còn nếu mà anh em thích ruột trùng 98, em có ruột trùng 98 để đổi cho anh em. Rồi ok, anh em chỉ cần chốt và yêu cầu. Con này cũng chưa canh chỉnh gì hả? Đó, cái gì em sẽ vệ sinh sao? Con này 500k, con này khá là đẹp. Con này khá đẹp nha anh em. Không cấn mớp gì cả và cái lớp mà màu rơm nó cũng đẹp. Anh em thích trơn, em hỗ trợ tẩy bỏ cái chủ đề ra luôn. Chủ đề này chỉ là sơ hấp nhiệt thôi. Chủ đề nhìn nó cũng hay hay. 500 cành. Số 5 500 lên cà lem chanh chuối để anh em có một cặp mọi thuốc, anh em mua mọi thuốc. Đây một con chủ đề đẹp đây nè. Mạ cũng đẹp luôn. Pegasus. Số limited là 1574. Thiên mã. Trong cổ tích Hy Lạp ha. Sản xuất 2014. Anh em này thích chơi dòng emblem thì con này tiếc một cái là trên nắp nó có cấn anh em. Đây 2014 nè. Màu của nó, màu mạ của nó thì màu này là màu titan gold. Cái màu mạ titan, mà cái màu mạ titan gold, màu titan vàng á. Hôm trước em cũng có một con mạ titan cho anh em xem á, cái màu này luôn. Đây là cái màu mạ titan. Và cái màu mạ titan trong cái màu vàng là cái màu mắc nhất trong cái màu xanh và màu đen. 24 ha. Con này tình trạng mà nó new á thì nó khá là cứng giá luôn anh em, rất là đẹp. Có cấn vài điểm rất là tiếc, thì giá tiền nó sẽ đi là tình trạng cho anh em để anh em chơi thôi. Con này để mồi thuốc thì nó cũng cực kỳ thu hút mắt luôn. Ở trên nắp nó có vài điểm cấn. Con này mạ titan thì nó cái bờ màu nó bền. Tiếc ghê ha, không nó rất là đẹp luôn. Ruột trùng 5 24 bị trên nắp không à, góc ở dưới thì đẹp, màu mạ cũng còn rất là đẹp. Ngựa có cánh ha. Cái dòng này thì nó đúng ra nó cũng là dòng xuất thị trường Nhật, thì cái những cái dòng emblem mà kiểu như vậy á, con này thì cũng tầm ngang giá trị với con những cái con mà Harley Davidson đó nè, ngang hoặc hơn nữa, tại vì cái chủ đề có số limited đàng hoàng nha, rất là đẹp, cầm mồi thuốc nó cũng đẹp nữa, chắc chắn. Tiếc cái là trên nắp nó có cấn thôi. Còn con này không có cấn là nó đẹp. Đẹp má ơi luôn rồi. Tiền nó cũng cao nữa. Rất là tiếc luôn. Con này em giao lưu với anh em 700. Bởi vì nếu mà nó đẹp, con này nó phải ngoài ngoài triệu. Mà con này new rồi nó tầm 1.7-1.8 nữa. Nó còn mắc hơn cái con Harley Davidson. Bảy sĩ anh em nào thích thì mồi thuốc. Mồi thuốc thì cầm nó bao anh em là độc dược luôn. Bị điểm cấn đó là mắc nữa nha anh em. Tại vì con này là cái thứ nhất đó, nó là mạ titan vàng. Cái màu mạ titan thì anh em biết nó cực kỳ bền. Em lem cũng là full nắp. Cái màu cầm lên là nó bắt cái mắt liền ha. Nó như cái màu mạ vàng. Nhưng mà nó bền hơn.
nó bền hơn cái màu mạ vàng. Rồi em lên một con chủ đề thư, con này hôm trước là nó mạ cái midnight anh em, em xả midnight ra rồi, để cho anh em xem lại nè, thấy nó đẹp không? Để midnight nhiều anh em cũng không thích, ok em xả ra luôn, xả bỏ cái lớp midnight để cho nó đẹp. Ở đây đó nó có dạng dâm nhẹ xíu, dâm chứ không có cấn mất nặng ha, và dâm như dạng dâm xước thôi. Đấy. Chủ đề xin hãng nha anh em, vẫn giá cũ cho anh em 700k. Đây anh em coi nè, nó cũng là em cũng chưa cái vệ sinh cái ruột, anh em nhìn cái ruột rồi anh em đánh giá được cái con hàng nó. Đây cái ruột đây, con hàng nó sử dụng ít. Chưa có sửa chữa gì ha, cút lại là cút lại zin luôn. 700k em thích chơi dòng thư. Đá nó yếu thôi, để em thay đá cho anh em đi, test cái bánh xe cho anh em. Thấy nhiều anh em nó mòn bánh xe, nhưng mà cái này nó qua sử dụng thì nó đá nó mòn á, thay đá mới vô là nó bán liền, góc đá nó chưa dặn mà trắng tinh. Đóng đá rẻ bèo với ham rẻ đi mua như vậy nó hại bánh xe mình thêm mốt thai còn chỉ dần hơn. Con này thì tình trạng nó đẹp ha anh em, và ở đây nó có chỉ một điểm dạng dâm thôi, không có cứng mớp gì nặng đó. Cái màu rơm thì anh em cũng biết rồi, xả cái lớp midnight giống như là xả sơn vậy đó, cái lớp rơm nó rất là đẹp. Thì vẫn bán cho anh em 700. 2 4 6 7 700. Nhiều anh em thấy nhìn nó đen đen không thích, nhưng mà tại vì anh em biết sao không? Cái màu midnight trên cái con thư nó lạ, còn chrome phải xước này gặp nhiều, với lại chrome HB đó thì nó gặp nhiều rồi. Đây em có một con thư vinh tạc nữa nè, con này thì nó được mạ vàng rất là lạ. Đây nó là lần ngoài 89 ha nè. Và hàng này mua về là nó đã như vậy rồi, mà như màu cái mà cái màu khá là lạ lẫm luôn. Nhìn nó đẹp quá nè, cái này em nghĩ rồi của mấy ông giật mạ, kiểu người ta chơi rồi, người ta ở bên nước ta mạ, tại vì mua về là nó như vậy rồi. Ruột cực kỳ đẹp, qua sử dụng ha. Bên trong này. Con này là một con brass mạ. Rất mạ vàng, cái cửa mạ vàng nó nhìn nó rất là đẹp. Nó lằn ngoài lằn ngoằn nhưng mà nhìn anh em nhìn đây, em
quay lại cho anh em xem. Cái ruột cũng rất đẹp ha, hết xước ha. Và về nó có hộp vậy luôn, em để như vậy em bán cho anh em luôn. Kiểu như là em cái này là kiểu như mấy ông Nhật ổng design lại, ổng mạ lại. Thì thấy nó lằn ngoằn không? Con này thì không có cấn mớp gì luôn. Nhìn nó cũng lấp la lấp lánh lắm à. Không cấn mớp gì ha. Chủ đề này thì chủ đề zin, chủ đề thư. 89 vinh tẹt nha anh em. Vinh tẹt không chặt gốc, chủ đề thư. Và được mạ vàng thì cái lớp mạ vàng này em nghĩ là được bên mấy ông Nhật cũng chơi rồi ổng mạ lại, ổng design, vô dạng design mạ lại. Thì tại vì cái lớp mạ của nó rất là lạ hơn cái lớp mạ hãng. Mạ hãng đó giờ em không thấy cái mạ kiểu mạ này. Đó, nó sống xa sống sánh anh em thấy không? Đó cái nào mình không thấy, mình chưa cầm thì mình nói cho nó rõ để anh em biết mà anh em cân đối mà anh em chơi. Anh bán cực kỳ. Con này thì nó chưa sửa chữa ha. Đây. Nhìn cái ruột rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Và nó có hộp pin tạc luôn nha anh em. Hỏi anh em nào chơi thì con này em giao lưu 1.000. Đây, cái màu mạ nó nhìn nó cầm thì nó cũng hay. Nằm cũng ok. Rồi, 1 triệu. Qua sử dụng đẹp nha. Ruột cũng rất là đẹp, 89 chục. Rồi em báo rõ tình trạng cho anh em ha. 2 4 6 7 8 1 triệu. Có bút luôn. Đây, bút vinh tẹt luôn ha. Báo cái đó cho anh em. Đây em có một cái sưởi, cái sưởi Zippo hand warmer của Zippo sản xuất ha. Đây là một cái sưởi để dành cho ở bên nước ngoài, người ta mùa đông người ta lạnh. 205 đây anh em, ở đây là nó châm xăng vào đây, châm xăng vào đây, cái xăng nó sẽ có dẫn lên trên cái miếng vải, giống như vải bố trên này vậy. Rồi nó sẽ cháy âm thì nó cháy âm nó đưa cái hơi nóng ra. Rồi anh em bỏ vào trong cái túi này, thì cái túi này nó cũng phải đi chung một cặp của nó. Cái này là bỏ trong túi, bỏ trong người, để cho nó ấm. Thích thì cái này em mua về trưng bày thôi, em mua về trưng bày cũng được. Tại vì những cái phụ kiện của Zippo sản xuất cũng khá nhiều, dao bút đồ rồi tùm lum tùm la hết, nói chung nó cũng khá nhiều lắm. Gọi cái này ba sĩ. Cái này 300 á, chơi thì cứ chơi, thích thì chơi. Để trưng bày này để trưng bày với mấy anh em đốt thuốc hay là gì thì đâu có cần thiết gì đâu mà mua làm gì. Rồi đây, hôm qua thì hôm qua em có lên một con này vừa về hồi chính xác là hồi trưa nay, y chang như con rồng hôm qua ha. Được cái này, cái bút nó cũng là cái bút rồng nè. Rồi con này thì là không thất, con hôm qua là không tử, hôm nay con này là con không thất. Đây nó cũng trên cái nền sapphire đen và nó được khắc chủ đề rồng zin hãng nha anh em. Chủ đề này chủ đề zin hãng ha, cho anh em nhìn cho anh em nó rất là đẹp, cầm bên ngoài nó cũng rất đẹp luôn.
thì hôm qua có cũng có mấy anh mà em không nhớ nổi, có mấy anh hỏi mà xong rồi tin nhắn khách nhắn trôi rồi em kiếm không ra, không nhớ được. Thì hôm qua có, cũng có khách chốt rồi thì có cũng có mấy anh sau hỏi, thì nếu mà mấy anh còn quan tâm gì cái con này thì thật sự nó đẹp, con này nó khác cái con kia là con kia phong tử, con này không không thất ha, 0407 thôi, nhưng mà nó cũng là chất liệu và nó kiểu khắc y chang nhau, coi như là nó khác năm á. Thì con này cũng là nêu mà con này được cái bút, con này được cái bút có chủ đề rồng luôn. Ở mặt sau thì của con này thì nó cái lớp mạ của nó hơi lỗi xíu, cái này không phải bị xước, cái này không phải bị xước nhưng mà nó hơi trắng trắng, cái này là lỗi lớp mạ nha anh em. Đó thì nói chung là được cái này bù cái kia. Ở đằng sau mặt con này nó hơi bị giống như nó cái lớp mạ nó bị lỗi chứ không phải là bị xước, mà nó bị mất cái ba cái màu này ha, nói cho rõ. Cuộc trùng 5 tháng 2007 luôn. Lấy 2% nè. Rồi. Đá nhiêu dĩ vậy? 35. 2 dĩ luôn hả? 1 dĩ à. Đẹp cực kỳ. Rất là đẹp anh. Còn anh em nào thì nói chung là em cũng xin lỗi trước, tại vì em không có nhớ được anh em nào. Có hôm qua có hai ba người gì nhắn em là cái chốt con rồng không tử, nhưng mà rồi khách nhắn tin nó trôi quá em không nhớ ai, cũng cố gắng tìm mà không biết là ai không thấy được, nên con này em cũng vô lưu là 700 á, 700. Rồi anh em nào có duyên thì nói chung là cái con này cực kỳ đẹp, là mình có để nó được cái một cái bút này nè để trưng bày. Ở 690 chứ không qua 690, 7 đúng rồi, qua 690. 690. 690 nha. Bởi nhớ 7700, 690. Bản bằng giá như con qua. Rồi anh nào chơi thì nói chung thì em cũng nhớ cũng mong thông cảm trước thì. Thôi bây giờ thì em kiếm không ra. Con đây 204 không tử, chủ đề Sipo, sơn hấp nhiệt chủ đề Sipo ha, new full book. Con này cái chất âm nó hay á, nếu mà canh chỉnh là nó cực kỳ hay luôn, nghe cái âm mở ra là biết liền. Rụt trùng 5, tình trạng nêu, con này 500. Con này có bút xin hãn mấy rồi, 8 9, mã số 10, 500. Con này cũng là một con chủ đề về tattoo, bút của nó tattoo luôn, nhưng mà nó về nó không có cái nó không có cái nắp anh em, không bán như vậy ha. Con này là một con không tử luôn. Tem này em thấy là nó hầu như là nó chưa có mở luôn á. Chết luôn ha. Chết cho anh em luôn. Thì cuối năm này nhiều khi nó sợ nó bị lệch đó. Con này nhiều khi sợ nó bị lệch năm. Tại vì cái dòng mà từ hên. Ruột trùng. Đây, chủ đề này là chủ đề về tha thu. Đây nó có bút này nè, bút chủ đề của nó này. Cái giá niêm yết của nó là 28 đồng. 28
28 đồng là 500 540. Ủa tỷ giá là 25 á. sáu trăm chưa phí vận chuyển gì hết. Con này rồi, con này 480 anh em. Em ghi giờ em nhớ luôn, 480 ha. Bắp nấu miền Tây, bắp nếp bắp mì bao ngon. Bắp nấu miền Tây, bắp nếp bắp mì bao ngon. Bắp nấu miền Tây, bắp nếp bắp mì bao ngon. Bắp nấu miền Tây, bắp nếp. Con này thì 480. Cái bút nó là bút chủ đề luôn nè. Nhưng mà nó về nó không có nắp. Rồi chịu vậy thôi ha. Em thì bán theo tình trạng nó vậy đó. Giờ kiếm con có để lắp vô ép gì kia, còn có lắp vô nữa thì cái giá trị nó cái lại cao hơn, nó được cao hơn chứ. Rồi em lên một cây cờ Mỹ, cây La Mã. Em thích chơi La Mã thì chơi cây La Mã. Chủ đề về bản đồ của nước Mỹ ha. Sơn hấp nhiệt luôn. Cái con này là được khá ăn mòn, đổ sơn. Sản xuất năm 99. Dạng mấy con này nó nêu à. Sau này nó có bị lỗi cái rơm nè. Con này nó bị có qua sử dụng rồi mà cái ruột này nó lại là cái ruột niêu. Căn cứ dễ lắm anh em nhìn nè. Con này thì nó qua sử dụng. Thì thường những cái niêu đó nó sẽ cái vệt của cái vệt của búa cam á. Tại vì rất là ít, nếu mà mình thấy là mà tháo ra tháo vô là rất ít là mở. Con này nó có xước thành buồng đốt nè. Rồi để em kiếm cái ruột em bán thành một con qua sử dụng cho rồi. Thôi qua con này đi anh em. Cái này là nó đã cái vỏ này có sử dụng, nhưng mà sao nó có xước. Nó phôi phai nhẹ lớp rơm. Thôi em qua con này nha. Để em làm một cái kiếm một cái ruột đẹp để vô cái vỏ này cũng đẹp để em bán một cái con qua sử dụng. Còn cái ruột này để có ruột này ruột qua chưa sử dụng. Rồi em qua cái con này đi. Rồi em cũng xin kết thúc cho video tại đây. Nhân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem hết video của em. Những anh em đã xem kênh chưa đăng ký, cho em xin một lượt đăng ký, like và chia sẻ giúp em. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều. Một lần nữa em cũng xin cảm ơn tất cả anh em luôn quan tâm, đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh của em. Xin hẹn tất cả anh em ở những video sau. Dù con chiếu của em là 19:30. Xin chúc cho tất cả anh em và gia đình có một buổi tối an lành và hạnh phúc, và những ngày cuối tuần vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Xin chào tất cả anh em và hẹn gặp lại.